nhìn được vào trong luôn đấy. Là còn mùi luôn. Hôi nhỉ? Hôi thùng thủng. Mùi hơi khét khét. Ừ. Đây là chập tối là nó ra hết rồi. Giờ ta chỉ đợi nó về thôi. Thế mà ta mà xuống sớm thì có vẻ chờ nó ra ngon hơn. Kiếm coi, có thấy chuột ra vào đập kiếm. Còn hai con. Nhưng mà nó ngửi cái mùi mình nó có về không anh? Không, mình phải hú trái gió đi chứ. Mùi gió hồi trở ra là nó đi ra thì nó cũng không gặp mình. Mà ví dụ nó đi bên kia lại thì gió thổi lại mình ngồi đây. Ừ. Thì là nó cũng không phát hiện ra mình. Giờ là anh em sẽ tắt hết đèn ngồi chờ đợi. May ra để kiếm được, không cũng chưa chắc. Và hôm nay có trăng thì nó chắc nó 1-2 giờ sáng nó mới về đấy. Ôi giời. Tiếng nghe to phết. Thấy không? Hay không phải chuột? Cắt thêm đường à? Cắt cái đường hang. Cơ bản nó nhiều hang quá. Thế là con hồi nãy là nó đang ra đấy nhỉ? Ừ. Nó từ trong hang ra đấy. Nghe tiếng chạy. Chạy to phết. Thế ngồi thì ngồi ngay ở đường ạ. Ừ. Nhắn nhụi. Con vừa rồi là vừa đi được này. Ừ. Ngồi cành ngay cái đường này nhỉ. Các bạn ngồi cành ngay lên đấy. Cái gì con khác nó cũng ra. Nó cũng ra, cũng đi cái đường này thôi. Bởi vì một con làm sao mà nó đi nhắn nhụi. Cái này chắc là phải nhiều con thôi. Hôm qua không đập được chuột. Các bác ạ, hôm qua không đập được chuột. Hôm nay ăn muối. Cứ bảo là cơm mắm cơm muối nhưng hôm nay đúng là cơm muối thật đây này, ăn với muối đây này. Ăn với muối hạt dổi. May là còn đem muối hạt dổi đi á. Nó còn thơm thơm, còn ngon ngon tí, nhưng mà đem muối trắng thì thôi. Hôm qua đấy là cái lúc đấy xong rồi. Chờ mai các bác sẽ ngủ quên mất. Cũng nghe tiếng nó về nhưng mà nó rậm quá, không làm gì được, không đập được. Chịu. Rồi, làm bát cơm trắng rồi đi đào cái sâm cầu lại anh em về rồi.
Cái núi này thì nhiều sâm cau, anh em hay lên trên này đi lấy, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên anh em quẻ, bởi vì nhiều nên là cũng gọi là giấu giấu vị trí tí. Hôm nay anh em quẻ. Sắp lên rồi, có lẽ đấy. Hết rồi, cái này sạch. Sâm cau ở trên này thì củ nó không to, bởi vì là loại này thì nó ưa đất ẩm ấy, thì củ nó mới phát triển to. Còn trên này là núi đá thì nó khô cằn nên là củ nó tương đối bé. Nhưng mà đổi lại thì sâm cau này nó lại rất là đỏ các bác, ở trên cái núi đá ấy, nó rất là đỏ và nhiều củ. Đấy, nó không to nhưng mà nó lại nhiều củ. Đẹp. Sâm cau này nhá, củ non, hầm nấu canh anh ạ. Nấu canh. Là hầm với thịt, hầm xương, hầm xương. Ăn ngọt như kiểu củ rong. Củ già cũng hầm, củ già cũng hầm, nhưng mà ý là mình chỉ ăn được nước thôi. Còn củ non là ăn được cá luôn. Củ non thì ăn cá. Nhưng mà mùa này thì không còn củ non nữa. Mùa này nó già. trên đồi nó khô lắm nhỉ. Cây gì cũng khô, khô lắm. Xuyên đá trên này cũng bé, mấy lần mấy anh em đi lấy được xuyên đá bé tí, cây bé thôi nhưng cũng có củ nhá. Nhưng mà tỷ lệ cây với củ là nó vẫn đạt, mà nó đáng ra man luôn. Đây này, ngay bên cạnh đấy có dãy xuyên đá này. Trên này nhiều mà, xuyên đá trên này nhiều. Đá mình nó bé, nó bé tí, lá kiểu nó ở trên núi đá ấy các bác, cây cối lá nó bé lắm, nó không to như ở dưới đồi thấp đâu, đấy, xuyên đá đấy. Nhưng mà có củ. Củ nhiều, củ cũng không to đâu, nhưng mà củ nó vàng, ruột nó vàng ươm mà đắng kinh khủng luôn. Đây các bác này, củ sâm cau á, là lúc anh em lấy về là chúng em sẽ để nguyên cả kiểu cái bụi đất như này các bác này, nếu mà rửa động vào nước là nó sẽ thối, nên là anh em sẽ không rửa đâu. Mà lúc mà các bác nhận được hàng á, thì các bác rửa sạch cái bụi đất này đi, thì nó đỏ ra, nó đỏ cái lớp ở bên trong này này. Đấy, cạo cạo nó đỏ bên trong này này. Các bác dùng một cái bàn chải bé bé mềm mềm ấy, đánh đi, hoặc là lấy rẻ lau rửa cũng được, nó sạch, nó đỏ ra thì ngâm nó rất là đẹp. Còn nếu mà các bác mà dùng bàn chải cứng quá, hoặc là bóc hết cái lớp bì bên ngoài này đi các bác này, đây như cái này này, bóc hết đi là nó sẽ bên trong nó trắng, thì ngâm cho nó sẽ xấu. Đấy, nó đẹp, nó chỉ có tí cái vỏ đỏ đỏ bên ngoài thôi. Đấy, các bác cạo ra là nó sẽ đỏ. Đấy, gọi là sâm cau đỏ là vậy. Nhưng mà lúc em gửi đi, anh em gửi đi thì chúng em sẽ để nguyên như này các bác nhá, không rửa, động nước vào là nó thối hết. Bây giờ anh em sẽ tranh thủ lấy thêm một ít nữa để về các bác ạ. Chiều nay thì anh em sẽ sang bên nhà chú Minh sớm để sáng mai làm thịt dê, thịt gà giúp chú. Ngày kia thì chú Minh bắt đầu khai trương quán rồi. Chảo to lắm các bác ạ. Chảo này thì nấu ở con lợn. Chúng mình khá là rộng. Đây là những cái chòi này. Một cái chòi như này thì có thể ngồi được khoảng tầm 10 người, gần 10 người. Thoải mái. Chòi làm bằng lá cọ các bạn, toàn bộ là chòi làm bằng tre luồng và lá cọ,
ở phía bên ngoài kia, chỗ bây giờ đang tối nên các bác chắc là chưa thấy rõ đâu. Lát nữa sáng thì em sẽ quay rõ hơn. Này, ngoài kia là cánh đồng. Thì mùa hè chắc chắn là sẽ rất là mát. Anh chào. Có cái thanh niên gà này là ngồi ngay trên ngọn cây. Thế là ngủ ngay trên ngọn cây này luôn. Gáy như gà rừng. Đấy. Bên ngoài này là có hai cái bàn uống nước. Hai cái bàn uống nước. Cái này hôm trước thấy chúng mình làm ở trên video trên kênh chúng mình là làm bằng cây cọ. Làm bằng thân cây cọ. Phía bên kia là một loạt chòi nữa các bác. Bên kia là chắc bên kia là chòi lớn nhất. Bên kia là chòi lớn nhất. Sáng nay thì mấy anh em sang sớm hỗ trợ chúng mình. Chào tất cả các bác nhá. Làm thịt dê với lại là căng bạt. Đây các bác. Lát nữa sáng hơn thì em sẽ quay rõ hơn, nhưng bây giờ thì đây, quay sơ sơ để các bác hình dung, khá là rộng. Như cái khu chòi này là có 1 2 3 4 bàn. 4 bàn. Cái khu rộng như này thì nó phù hợp với kiểu như là cơ quan hoặc là anh em trong đội mà khá đông ấy, liên hoan thì có thể ngồi để hợp lý hơn. Còn nếu mà thích riêng tư thì cái chòi bên kia các bác, chòi bên kia, thích riêng tư thì chòi bên kia khoảng tầm 10 người quay lại thôi. Đấy, khoảng tầm 1 mâm là vừa. Đấy, ở phía này là có hai cái chòi là nằm sát ngay cạnh ao luôn. Đảm bảo mà anh em mà ngồi nhậu, ví dụ con nôn là nôn xuống ao này luôn này, cho cá nó ăn cho đỡ phí này. Đấy. Ngồi mà nhậu mà say là nôn xuống ngoái ra ngoài này nôn luôn, đẹp luôn. Anh em bắt đầu video nói chuyện thổ luôn đi. Đường này là đường ấy đúng không? Đường kiểu đường đi nôn đi nước các kiểu. Đường đi cho chó ăn chè. Đường đi cho chó ăn chè. Thế là cũng đầy đủ hết phết đi. Trong này là khu bắt vòi bắt viếc các kiểu. Ui giời, nhiều lắm. Ba ngăn luôn. Ba nhà luôn. Làm thêm anh ạ. Ông Minh ông và ông ấy có 500 anh em thì chắc rồi thì tranh nhau đấy. Còn này chúng mình đầu tư cũng nhiều tiền phết đấy chứ nhỉ? Làm ban ngày thôi, còn ban đêm thì nhiều. Đầu tư khi đến đôi trăm triệu ấy nhỉ? Vâng, hơn. Ui dạ, hơn. Hơn trăm. Càng. Nhưng mà có kiểu trên công ty á anh. Cổ phần, nó cổ đông. Là cổ đông đấy. Anh Văn đây góp 80% này là chủ tịch. Chủ tịch tập đoàn. Chủ tịch đấy. Chủ tịch và ra mổ gà bình thường luôn nhỉ? Chủ tịch mổ gà nó có nhiều người ăn đấy anh. Kiểu là lâu lâu mới được chủ tịch vào bếp ấy. Nhưng mà chủ tịch này hay là chủ tịch đấy? Chủ tịch. Văn này nhiều tuổi em quý à? Là nhiều. Văn 89 và 88. À, không. Thế cũng gần bằng tuổi mình được á. Mà trông trẻ măng đi nhỉ? Nhưng mà cũng thuộc dạng gọi là ế anh ạ. Anh thì mới 9X thôi. 98 à? 97. À, 97. 207 chứ quý. Cũng 18 cộng mà, nhưng mà 18 cộng hai mấy. 2K7. 18 cộng cộng được 20. 2K7 cộng 20. Thế là vô các cháu được rồi. Các cháu được 2.000 rồi. Năm nay mới hơn 30 thôi. Ôi, cắt nhầm. Giờ mà nhà mình vác con dê đi rừng, nhà lên rừng sấy khổ mà. đi như kiểu đi bên tủ cọ với ông Tồn với anh vác được quán nó đi nhưng mà chết dở. Thì thế mới bảo vác được đi thì ngon đúng không? Ở trong rừng cả tháng nó phải về. Nếu đã thế không, nhá. Không cả tháng đâu, con dê ăn mấy ngày đã hết thế rồi. Thì không cần phải vác. À là sâu mũi kéo đi. Lúc ăn thì cái đuổi miếng to mà còn con dê ăn cả tháng. Con dê ăn cả tháng mà chứ anh không nhớ cái hôm mấy anh em lên núi đá để lấy sông cao ăn cơm chấm muối hạt dổi đang ăn được cơ mà. Đây một con dê mà không ăn được tháng rồi. Cho nhiều muối vào là ăn được tháng. Ngày nay ăn ít, ngày kia ăn ít. Nhưng mà ngày trước cái thằng kia nó lên tin Lai Châu mang thịt lợn rồi á.
thật với anh là núng nó không khác gì muối luôn. Bỏ qua đó anh ạ, ăn đi. Đặc sản người ta chứ. Nhưng mà mặn lắm. Mặn thì ăn ít, ăn từ từ thôi. Ông cứ nhét cả miếng to vào mồm đi, ông lại lo mặn. Có ngờ đâu, thì lúc đầu cũng tưởng là nó bình thường thôi, làm một miếng. Miếng to. Tưởng ngờ đâu làm miếng to luôn hả? Thì không biết, không quen mà, chắc được ăn lần nào đâu. Chúng mình có mời đồng khách mà làm lắm thịt. Kiểu chắc là ông nghe bảo là ông mời khoảng 5-8 anh em mà nghe bảo thế mà. Riêng thợ rừng với anh em thợ rừng là mất mầm căng đét. Mất mầm lại không được tiền nữa. 6 anh em, 7 anh em nữa, ôi thà hộ. Đó, anh em mất mầm lại không được tiền nữa chứ không. Không được đồng nào đâu. Đấy là mất thu nhập từ đây. Thu nhập rồi. Ăn không đi. Ăn không rồi còn quay về ấy. Hai con dê. Gà là mấy con, toàn gà to không? Gà chục con. Chục con gà luôn á. Ừ, khách. Thế thì như là phải lấy cái rũa mài răng thật. Răng uống vào gì đây cho giảm đau ấy. Từ hôm qua lại tông vào chó mới đi ăn. Tông chó? Giảm đau. À, tông vào chó đang ấy nè. Em ngày trước em cũng bị lần rồi tông chó. Hai con nó đùa nhau, nó chạy qua đường. Đây ba con luôn, cháy từ hai con thứ ba nó tông vào bánh xe mình luôn. Đánh được con này cũng bị con. Trên đạn Tây Vạn Xuân á. Em đi mua trứng. Thì tay xách trứng nó vừa mới ra khỏi cái chỗ quán. Tức là chưa kịp tăng tốc luôn, mới được tầm 20 km trên giờ thôi là ba con chó nó đùa nhau. Ui trời, tông có gì không? À, bị xước tay thôi. Tức là trứng lại phải mua lần hai. May là còn giữ được lại cái trứng kia chứ. Mấy vỡ của mình trứng gà. May là nó không có cây nào đi ở đấy. Không, hai cái quả kia giữ được là được rồi. Còn cái bánh kẹo. Không được mở hàng thôi. Không được. Mở hàng hả? À thế là chúng mình lại lấy tuổi hình tự là mở hàng luôn à? Tuổi hình tự mở hàng luôn. Giống như kiểu là sống đất hả? Chọn người đúng à? Đúng rồi. Lấy ca hả? Hợp lý. Nhưng mà sống đất thì không đất thì tự phải bốc lấy ít đất chứ. Bốc ít đất kìa. Có nhận đâu à? À sống đất xong, mở hàng xong có mừng tuổi đấy. Mừng tuổi ngon. Hôm nay là em là camera chính của kênh chúng mình. Nhưng mà nếu mà các bác mà xem video mà kiểu nó đẹp đẹp một tí ấy, thì các bác sẽ bên kênh chúng mình xem. Còn bên này là anh em là quay với cảnh kiểu bữa bữa, những cảnh kiểu hậu trường. Em sẽ đăng kênh thợ rừng. Đấy, bây giờ là hôm nay em mới mang một số hàng về thôi. Đấy, nhưng mà cái anh em mình, cháu chú mình hay ăn nem ấy, hay uống bia ấy. Mở hàng nem luôn nhỉ? Đi. Nhậu luôn. Chú đưa ra cho nó một lít rượu luôn. Bắt uống hết. Hôm nay chưa có bia chứ. Tủ chưa về cơ mà. Chào anh em. Đây nem. Đây, mấy cả một sâu đi. Đây một sâu đây. Hai sâu. Một sâu. Hai sâu. Bắt ăn hết uống hết luôn. Uống hết. Đấy. Lấy hai sâu đi. Rồi, ok. Mang đấy, clắc. Nem mà chuẩn nhá. Nhưng mà cả bia nhá. Nhưng mà bây giờ thật sự là ngồi ăn một mình à? Không, bây giờ nếu mà cả anh tham gia thì cả mọi người tham gia thì đúng tuổi chưa? Hay là cái này là tự mua đó? Không, cái này là gọi là mở hàng thôi, còn mời ăn thì của em nhé, đúng không? Thôi, bao nhiêu, cứ luôn. Trả tiền luôn đi. 400 nhưng mà khuyến mãi 200. Hãy lấy 200. Ồ, mất lời không được. Không, chú cứ phải tính lời đi. Cái này quả đầu là phải lời. Đấy, quả như là khuyến mãi 5 cái. Chúng mình là khuyến mãi 5 cái. Các bà rồi, chúng mình làm kinh doanh mà kiểu này là không ổn thế nào. Toàn phải. Cái này là khuyến mãi 5 cái. Mừng tuổi. Kinh doanh là phải có lời chứ. Chú là cứ nể rồi. Đây, cái này là khuyến mãi chứ. Ngày đầu tiên phải giảm giá chứ, đúng không? Ông chủ này hay cả nể lắm. Đó, ngày đầu tiên giảm giá cho anh em. Mà thế này này. Đó, ông chủ Minh. Không, hôm sau tính sau. Đây ở đâu chủ Minh này? Đây. Các bác thấy ông chủ Minh làm ăn kinh doanh kiểu. Rồi, ok. Bán còn dưới giá gốc. Alo. Chán ơi. Nhậu đây anh em ơi. Nem đây tứ ơi. Ngon rồi, nhậu trước. Được nhậu rồi. Được ké cái kèo khai trương cùng tự. Kiểm nghiệm xem là nem có ngon không nhá. Thử xem ngon có ngon không nhá. Cho có ý thế này này. Không bỏ đĩa nữa mà bày lá ra luôn. Ok, cho tương ớt vào. Ăn được ăn với quý đâu. Đấy, quý đang 20 tấn. Hai lá. 5
cũng đặt hai lá. Ok. Này là toàn được dùng đồ mới luôn, lọ tương cũng là tương mới luôn. Tương mới. Mới anh em trường. Anh em mình gọi hôm nay bóc tem ông Minh. Bóc tem. Ông Minh còn tem ở nguyên luôn. Tiếc gì mình được như anh ấy. Nhanh nhanh ơi, nhanh lên. Em họ vặt trộn được lá ra bút tường của ông Minh mang về trồng rồi. Tần thơm, thơm lắm. Đấy. Đấy. Mút tần nhưng mà nó có hai loại đấy các bạn. Mút tần loại này là loại ăn được lá này, loại này ăn lá nó thơm như kiểu rau răm. Cái này là tiện luôn anh Nam nhá. Loại khác anh Nam tiện luôn nhá. À đúng rồi. Được chưa? Lá vả. Lá luôn. Lá vả. Ăn một lá. Đấy. Ăn rồi cũng vả. Nếu mà vài hôm mà nói chung là vài hôm sang bên nhà chúng mình mà biết là làm ăn được hay không là do cái cây lá nào nó chọc đi nhiều hay không là biết. Sáu người vào đây có bao nhiêu nghề vặt rồi. Bốn người vào đây có năm cái chén à. Ồ, để quên. Ý là hôm nay phải để cho gọi là anh có thời gian này chứ. Nhưng mà anh phải lấy một chén ở đây chứ ôi rồi. Lấy ra đây, ông chủ lấy ra đây. Lấy ra đây. Chúc cho say đi lát tiếp khách cho nó rôm rả. Chúc cho say thì thái với miếng thịt to anh à, ông thái mỏng lắm. Mốc gọi như là chủ quán. Được. 8 người cơ mà ghế này á. Thế là giờ khai trương là tính từ cái lúc tự khai trương đấy hay là chiều là mấy giờ khách đến với mình? Chiều là 2-3 giờ là khách đến rồi. Đấy là mời khách. Là mời khách thì mọi người đến sau đó rồi vào mâm luôn lúc 5 giờ. Còn đều vào ngồi chung tất cả các bàn luôn. Còn xong rượu là tự xong rồi đúng không? Chúc chúng mình này gọi là khai trương hồng phát này, làm ăn phát đạt nhá. Rồi, chúng cảm ơn rồi, tự nhá. Chú, vâng. Cảm ơn tất cả anh em nhá. Chúc anh em sang đây này. À đó. Tin tươi nhá. Chú nhá. Thành công nhá. Em chúc anh là lúc nào cũng hết chỗ ngồi nhá. Nhưng mà cháu có mấy góp ý với chúng mình là làm kinh doanh là đừng có nể nhá. Hồi nãy là cái chỗ tự là chú cứ phải lấy luôn 4 lít luôn thì trả lại càng quen càng rẻ cho đâu. Mới đầu vào phải 50% thôi chứ đúng không? Vậy như là cái chúng em mời tất cả các bác nhá thì uống chén rượu và thưởng thức cái nem tự gói của chúng em. Anh em mời các bác nhá. Nem chú mình gói sao lại tự. Hôm nay là em xin phép là được làm cameraman cho chúng mình một hôm. Còn cái này là cái cảnh anh em gọi là kiểu ngoài lề một tí. Đấy thì anh em quay đăng bên thợ rừng các bác xem cho vui. Còn nếu mà các bác xem video chỉnh chu hơn thì các bác có thể ghé qua kênh Trung Minh để xem ủng hộ chú đấy. Anh em cảm ơn tất cả các bác. Lá này thơm lắm. Nem này mới gói cái hôm chúng mình đăng video đấy à? Đúng rồi. Đấy, hôm đấy đấy. Em tự gói. À không, không phải tự gói, nem chúng mình gói. Em sửa sai một lần rồi mà. Kiểu này. Tự chúng mình gói đúng không? Không, tự ông Minh gói. Không phải tự tay chúng mình gói. Đấy, chứ không phải là tự gói. Không, cũng không phải chú gói hoàn toàn. Mà là có hai anh nữa. Nó héo thì là được đúng không? Thế đúng không? Héo. Nào, nâng chén là làm cái nữa cho nó minh mẫn nào. Làm cái thứ ba cho nó mẫn cái gì quăng vào thì nó phải biết bét thì là nhẹ đấy mà minh mẫn. Công nhận chỉ có mấy ông nát rượu thôi. Ngày sáng 8 9 giờ sáng nhiều người ngồi đi uống rượu thật. Căng rạp hôm nay thôi chúng mình nhá, hôm sau căng rạp là bọn cháu lúc đấy là chỉ có mặc vest sang đi ấy chứ không có căng rạp đâu nhá. Hôm sau thì tiếp khách lần này là làm trưởng ban tiếp rượu đúng không? Chưa có trang trí, mấy căng tạm bạc này thôi. Hôm nay là cái rạp khai trương là đang nhỏ, hôm sau đám cưới là chắc phải căng tươi trong kia. Ông anh ạ. Tít trong nhà. Từng vài đường ngõ vào. Ừ, đấy. Ngõ dài gần 100 mét. Mời là chính xác chảy xả mới được hiểu. Đấy, ngon lành. Đâu rồi, cái biển hiệu ở đây. Cái biển hiệu mà lễ thành hôn của hai chúng tôi đâu rồi? Của ai? Cái ảnh bạn của hai chúng tôi á. Chúng mình và sự cô đơn ơi. À đây rồi. Đây là gọi là cái gì là lễ vu quy của ông Minh. Lấy vũ quy cả anh Minh. Nên là bảo rồi, hôm nay là treo cái biển khai trương này, anh em treo đến hôm đám cưới là bọn cháu chỉ có mặc vest sang đi tiếp khách thôi chứ. Đấy. Yên tâm. Lấy vũ quy của mình. Giờ khi sẽ được bữa đúng không? Yên tâm. Chuẩn bị mài răng đi quý ạ. Bình tĩnh. Nghe bảo là lại sắp có gỗ to đấy. Em là mua rũa rồi, mua rũa mài răng rồi, kiểu cái rũa và rũa clock ạ. Rũa clock còn nguy hiểm nhé. Minh Mộc Quán. Anh em Minh Mộc Quán. Thế là hôm nay là được ăn những món này đúng không? Đến
khai trương nhưng mà thành ra một. Là lễ khai trương rồi. Khai trương à? Ôi, ông nào làm quảng cáo chết dở rồi. Lễ khai trương rồi. Lễ khai trương rồi. Có khi là phải lấy cái băng dính cái gì dán lại. Dính dán lại, dính trắng. Mình đèn chứ. Đấy, có ngay. Đội làm việc quảng cáo này. Không kiểm tra rồi. Ô đừng đạp chân đâu. Ra bắt đền anh ạ. Đội này là đội thừa chữ rồi. Đến hôm đám cưới mà viết sai tên chú rể hay là khai tên cô dâu nữa. Này anh thử dán lại cái đấy cho em thử xem nào. Đâu, lễ thành hôn, lễ thành hôn cái rồi. Cái trắng không được, cái trắng mà nó lộ. Không lộ đâu. Trắng không lộ đâu. Anh thử dán vào, nếu mà không lấy thì lấy cái khác. Dán anh thử xem nào. Nem là có này đúng không? Không, cái này là băng ấy. Món này là lòng trâu xào, chắc là xào khế, xào gì. Cái này phải lấy kéo. Thảo ớt, thấy con này phải lấy kéo. Mực xeo to khổng lồ này. Đâu đây này, cái lòng lợn đây ông này. Ruột non đây này. Tặng cái miếng lòng lợn. Mực. Tương đối thẳng rồi. Có cái thứ hai là cho cái đầu hơi vách vào tí. Đầu hơi sang trái tí. Rồi, công việc của anh em tới đây là gọi như là cái mục mà chuẩn bị là hoàn thành. Bây giờ anh em sẽ lát nữa chúng mình bắt đầu khai chảo thì cái đấy anh em sẽ quay bên kênh chúng mình. Các bác có thể sang bên đấy xem, ủng hộ chúng mình các bác nhá. Công việc của anh em thì em quay một đoạn với phim hậu trường bên kênh Thợ Rừng như này thôi. Anh em cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác ở video sau. Tạm biệt tất cả các bác nhá. Chào tất cả các bác nhá. Tạm biệt các bác. Cháu cũng phải xem học hỏi dần thì hôm sau cái vợ có biết đường. À nhưng mà lúc đấy người ta phục vụ rồi chứ nhỉ, chọn gói thì chứ. Mình làm khi gì đấy, phải làm gì nữa. Khi đấy anh không có thời gian để mà anh chuẩn bị cái này đâu. Cái này người khác lo. Lúc đấy là chỉ có lo uống sâm cao với mút tần nên là chứ không phải lo cái gì nữa. Sâm cao. Ý là ông là đang ý là uống cho khỏe ấy. Để uống cho khỏe ý. Chứ. Đơn giản đâu, ông bổ sung sinh lực vào, tăng cường sinh lực. Cái lúc đấy anh phải uống là kể cả nấm lim rồi sâm cau rồi mú tần rồi. là ăn rất ngọc nhiều rau răm vào. Ngọc cầu là phải ăn nhân đấy. Đâu ăn thật nhiều rau mà ăn nhiều rau răm vào. Chúng mình bây giờ mà trồng ngọc cầu đó khi phải nấu cao lên thì mới đủ liều mới mạnh. Trông kho mềm lắm rồi rau này. Mãi làm quá, ăn. Nếu mà khỏe quá thì lại ăn rau răm nhiều vào. Rau này còn có đâu 55 cân. Ông nào làm ăn là cũng gầy cũng gò đi thôi. Mong hảo. Đây cần cái này nhá. Thôi đi vào đi khai chảo với chúng mình nào.